Hôm nay ăn cái gì thế hả con? Ăn cái gì cũng được mẹ, miễn không phải là giò chả thôi ạ. Ừ, hôm nay suốt ngày cả tuần nay tra tấn vì giò chả. Mà mẹ chả thích ăn thế nào ngấy đến tận cổ rồi. Còn thế mẹ. Không hiểu sao. Mẹ đây. Rồi. Đấy. Lại giò chả và rau khoai lang xào cho trưa nay. Đấy. Anh Hớn gọi điện về đấy. Bảo mẹ là cứ cắm cơm đi rồi thức ăn, thức uống là anh ấy mua về. Anh ấy định hại cả nhà hay sao mà cứ gọi cái món giò chả ấy thế ạ? À? Mẹ cũng không hiểu thằng này làm sao tự nhiên nó thích giò chả chứ. Từ trước đến giờ có thích ăn giò ăn chả đâu. Mà con phải công nhận nhá, anh ấy tự dưng thích nhưng anh cũng phải để ý đến cảm nhận của người khác chứ. Cả nhà không thích thì làm sao? Anh ấy chết rồi. Con cha hiểu như nào nữa luôn. Thôi, bây giờ con quyết định như này nha mẹ nhá. Ờ. Ông ăn chả bà ăn nem. Bây giờ anh ấy đã mua chả rồi, lát nữa con ra chợ con mua thêm nem về cho cả nhà ăn. Hợp lý không mẹ? Này 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 này, con lại nghĩ linh tinh cái gì đấy? Lại bắt đầu nghĩ linh tinh đấy. Không hề linh tinh nhá mẹ nhá. Chính ra bây giờ con nghiệm ra là con thấy rất đúng nhá. Sao? Mẹ phải công nhận là trước giờ anh ấy không thích ăn giò chả không? Ừ. Nhưng mà thời gian này lại liên tục mua giò chả về bắt cả nhà ăn. Có hai phương án có thể xảy ra. Một ý, đấy là anh ấy thích cái con bé bán giò chả. Hai là anh ấy thích một cái con bé nào đấy mà nhà nó ở trên đường đi đến quán giò chả đấy. Lại ơi, lại bắt đầu đi. Không, mẹ, nó là chính xác đấy nha. Con phân tích logic cho mẹ nghe này. Anh ấy sẽ lấy cớ là anh ấy mua đồ về cho cả nhà mình ăn. Để khi mà cả nhà mình thắc mắc là tại sao anh ấy đi làm về mà không về luôn. Thì anh ấy sẽ nói là bởi vì anh ấy bận đi mua giò chả cho cả nhà nên anh ấy về muộn. Hợp thức hóa cái chuyện là anh ấy sẽ có thời gian lâu hơn ở bên cái con bé đấy. Đúng chưa mẹ? Là nhỉ? Theo mẹ thì gọi điện thử cho nó thay đổi món ăn xem nó ra tình hình nó đi đến đâu. Để con gọi. Alo? Ừ? Anh về chưa? À đang đi chợ. À đây, em bảo nhá. Bây giờ như này nhá. Hôm nay là cả nhà mình sẽ hoãn cái món giò chả đi. Ờ? Anh mua cho em một con gà, một ít giá đỗ với là cả mua cà chua nữa nhá. Ờ, nhớ nhá. Này, có đồng ý không? Có đồng ý nhưng mà thấy có vẻ lưỡng lự lắm mẹ. Lạ thật đi nhỉ, không hiểu sao luôn đi. Không, nhưng mà mẹ cứ để im cho con. Đây là cái đòn của con để con kiểm tra. Mẹ cứ chờ đi. Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi. Cùng ăn thôi, cùng ăn thôi. Ui. Ai, sao lại giò chả con? Em đã dặn anh như nào? Em đã bảo anh là mua gà, mua cà chua, giá đỗ cơ mà. Giò chả ăn ngon mà. Thôi, hai mẹ con nhá. Cứ chuẩn bị vào bếp nấu nướng các thứ đi. Con lên con tắm ngay xong rồi con xuống con ăn. Giò chả ngon, giò chả ngon. Sao lạ thế nhỉ? Chắc chắn là có bồ nhí rồi mẹ. Không phải đâu con ơi. Mẹ đẻ ra nó mẹ hiểu chứ. Thằng này không dám gì đâu. Nó đạo đức lắm. Nhưng mà mẹ thử nghĩ mà xem nhá. Từ một người mà không bao giờ chịu đi mua đồ ăn, thế mà bây giờ rất là xông xáo, lúc nào cũng đòi để con mua cho. Mà mua thì dứt khoát là chỉ mua giò chả thôi. Thế bây giờ mẹ nghĩ đi. Chỉ có hai phương án. Một là muốn lấy lòng con bé bán chả đấy. Hai ấy là muốn có thêm thời gian để nói chuyện, đong đưa, tiếp cận, tán tỉnh nó chứ còn gì nữa. Mẹ khẳng định với con là thằng Hớn không có. Bởi vì là mẹ biết tính nó mà. Thằng này nó rất tử tế, nó rất đạo đức. Con cứ yên tâm đi. Đây rồi. Địa chỉ của hàng chả đây rồi. Mẹ cứ để đấy cho con. Bây giờ theo nó à? Đúng rồi, con cho mẹ đi theo ấy để cho mẹ chứng kiến con trai mẹ nhá. Mẹ cứ bảo là con trai mẹ đạo đức với tử tế để xem tử tế nào. Khổ quá mà đã có cái gì đâu mà con cứ làm như là nó đang có tội ấy. Mẹ mẹ, này, đi, xong rồi rẽ rồi kia kìa. Đấy, thấy chưa, mẹ thấy chưa? Cái đường lạ như thế mà đi cứ như là quen thuộc lắm ấy, chắc chắn là có vấn đề.
vào rồi cái kia. Úi dồi, đấy, ôm nhau rồi cái kia. Thôi con ơi, con bình tĩnh, để mẹ vào mẹ dạy con mẹ. Ui sợ hả? Ui, thanh thiên mấy nhiệt này làm cái gì này hả? Mẹ, sao hai người lại ở đây? Đánh đạo ơi. Sao lại là anh? Sao anh đâu ông chồng em? Khổ quá, tôi bị ngã đập đầu vào đây cạnh thế này. Bây giờ sưng tướng này, chú xoa dầu cho tôi thì tôi phải vịn mày chú chứ. Tôi hỏi chủ quán này đâu? Chủ... Hả? Bây giờ mẹ nói nha, có hai phương án con chọn đi. Một là con khai thật ra là con đang làm gì. Còn nếu như không nhá, cả nhà sẽ nghi ngờ con là ngoại tình đấy. Con chọn đi. Rồi khó thế mà mẹ không nghĩ ra được á? Ơ anh, thế sao lại không nghĩ ra được? Cả tháng nay anh bắt cả nhà ăn giò chả không thấy chán à? Mà anh đi lại cái con đường này quen thuộc lắm rồi. Như thế anh bảo mọi người không nghi ngờ anh mà được à? Theo anh, cậu nói đi. Không nói được. Có nói không? Không. Anh Lương, nếu mà hôm nay mà anh không nói ra ấy, thì từ lần sau anh đến nhà em ấy, đừng trách là em bất lịch sự nhá. Được. Khổ quá, chuyện là thế này. Tôi với cậu hớn là mua lại cái thương hiệu giò chả này. Xong sao? Để anh em là mua lại thương hiệu định bán để kiếm thêm một khoản thu nhập phụ. Nhưng khổ quá, bán thì ế. Ế không bán được nên bắt cả nhà suốt ngày ăn giò chả đúng không? Nhưng mà thì hàng đã nhập về rồi, không bán được thì ăn chứ không lẽ vứt đi. Anh Hớn, thế sao chuyện quan trọng như thế mà anh không nói với em? Thì anh định lúc nào thành công thì anh mới nói với vợ. Định lúc nào thành công mới nói với vợ. Nhưng mà nếu mà thành công là định ỉm đi, lập mũi đen rồi đúng không?